nhà đầu tư rút hơn 2 tỷ đô la ra khỏi Binance. Giai đoạn khốc liệt nhất của ngành thép đã qua, vì đâu thép Nam Kim lỗ gấp đôi sau kiểm toán. Tất cả thông tin sẽ có trong Chợ Chứng sáng nay. Về diễn biến thị trường, kết thúc phiên giao dịch ngày thứ 5, VN Index đã đóng cửa ở mốc 1.059 điểm, tức là tăng hơn 3 điểm so với phiên liền trước. Thanh khoản trên sàn HOSE thì đạt hơn 11.000 tỷ. Chúng ta có thể thấy là thị trường phân hóa với 190 mã tăng và 176 mã giảm. Ở chiều đóng góp tích cực cho VN Index thì là các cổ phiếu Vinhome, Vietcombank và VRE. Trong khi đó thì nhóm vật liệu xây dựng, đầu tư công, dịch vụ tiêu dùng thì lại chứng kiến nhiều mã giảm điểm, có thể kể đến như là Nam Kim, LCG, DigiWorld. Còn về chiến lược thị trường thì thị trường quay đầu ngay khi chạm ngưỡng cản cứng tại 107x điểm. Tuy nhiên thì điểm tích cực là VN Index tiếp tục duy trì được trend tăng ngắn hạn. Hai đường trung bình động MA20 và MA60 phiên hỗ trợ tích cực cho đà tăng của VN Index. Vậy nên là nhà đầu tư có thể tiếp tục trading đối với lượng cổ phiếu đã mua, nhưng mà đồng thời cần giữ tỷ trọng một cách hợp lý để mà đề phòng những trường hợp xấu có thể xảy ra. Chuyển sang thông tin thế giới thì Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai hôm 27 tháng 3 đã đệ đơn kiện Binance. Cơ quan cáo buộc sàn này hoạt động bất hợp pháp tại Mỹ và vi phạm các quy tắc được đặt ra để ngăn chặn các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Tuần trước thì Binance thông báo sẽ thu phí giao dịch đối với Bitcoin sau khi hạ phí xuống 0 vào mùa hè năm ngoái. Các nhà phân tích cho biết, quyết định thu phí giao dịch của Binance có thể khiến thị phần của họ trong mảng giao ngay sụt giảm. Theo Crypto Compare, thị phần giao ngay của sàn giao dịch này đã giảm xuống mức thấp là 30% vào ngày 24 tháng 3, từ mức 57% vào đầu tháng. Kaiko, nhà cung cấp dữ liệu tài sản số cho biết, phần lớn khối lượng giao dịch trên sàn Binance trước đây vẫn là miễn phí. Còn về thông tin trong nước, sáng ngày 30 tháng 3, công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Mở đầu đại hội thì ông Trần Đình Long, như thường lệ, chủ tịch hội đồng quản trị cho biết, với kết quả kinh doanh như năm 2022, hội đồng quản trị đã đề xuất không chia cổ tức năm 2022. Lý do không chia cổ tức là do nhu cầu về vốn của năm 2023 rất lớn. Tổng đầu tư giai đoạn 2 cho Dung Quất riêng tài sản cố định đến nay đã là 75.000 tỷ đồng. Đến hết năm 2024, đầu năm 2025, khi mà nhà máy Dung Quất 2 này ra đời, thì Hòa Phát sẽ tăng doanh thu lên 80-100.000 tỷ nữa, từ mặt bằng là 150.000 tỷ như năm qua. Và đại diện Hòa Phát cũng cho biết, việc đầu tư ở bên Úc với các cái mỏ quặng, mỏ than thì cũng tạm dừng do chu kỳ của ngành thép đang ở giai đoạn thoái trào, nên là kế hoạch kinh doanh không được như tính toán. Mặc dù vậy thì ông Trần Đình Long cũng khẳng định là giai đoạn khó khăn, khốc liệt nhất của ngành thép thì cũng đã qua. Trong thời gian tới thì Hòa Phát sẽ đẩy mạnh sản xuất thép chất lượng cao, đầu tư chiều sâu để tạo sản xuất thép chế tạo này cho ngành đóng tàu, ô tô, ốc vít, dự lực, tăng cường đầu tư và xuất khẩu vào các mặt hàng thép chất lượng cao như vậy. Trả lời câu hỏi về chiến lược trong thời gian tới thì Chủ tịch Trần Đình Long cũng khẳng định chiến lược của Hòa Phát nhất quán hiện vẫn chưa có sự thay đổi. Trong ngắn và dài hạn thì thép vẫn là lĩnh vực cốt lõi của tập đoàn. Vâng, và thêm một thông tin trong nước nữa mà nhà đầu tư cần quan tâm, đó chính là công ty cổ phần thép Nam Kim vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán. Theo đó, năm 2022, công ty đạt 23.071 tỷ đồng, doanh thu thuần giảm 18% so với năm 2021. Doanh thu giảm chủ yếu đến từ mảng xuất khẩu, giảm sâu từ 19.200 tỷ xuống gần 13.600 tỷ. Lợi nhuận sau thuế giảm sâu từ 2.225 tỷ xuống lỗ 124,7 tỷ đồng. So với số liệu trước kiểm toán là lỗ 66,7 tỷ đồng, mức lỗ của Nam Kim đã tăng gần gấp đôi, chủ yếu liên quan đến dự phòng hàng tồn kho. Giải trình về việc này, theo Nam Kim, lợi nhuận giảm chủ yếu do giá vốn tăng, giá vốn trước kiểm toán là 21.529 tỷ đồng, tuy nhiên sau kiểm toán chênh thêm 60,8 tỷ đồng, chủ yếu do trích lập dự phòng hàng tồn kho tại công ty con ống thép Nam Kim và không thực hiện loại trừ lỗ chưa thực hiện năm nay đối với công ty con ống thép Nam Kim. Và những thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình Chợ Chứng sáng nay của chúng tôi. Cảm ơn các nhà đầu tư đã dành thời gian theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!